không nhà cửa, không có đất sản xuất. Trước đây gia đình ông Lý Điểu phải đi làm thuê, quốc mướn khắp mọi nơi để kiếm sống. Do đó khát vọng thoát nghèo, an cư lạc nghiệp là giấc mơ mà ông luôn đau đáu. Đây là căn nhà mới mà ông vừa được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 trao tặng. Niềm vui quá lớn khiến ông chực trào nước mắt. Trước đây nghèo khó lắm, căn nhà ở, từ đất sản xuất cũng không có. Bây giờ đây xây cất cho căn nhà đây cũng rất đẹp, rất vui. Cô phấn khởi tại vì cô có một căn nhà đã hỗ trợ cho cô như thế này là cô mừng rồi. Yên tâm là cô ở nắng mưa gì cô không có lo nữa, còn mấy bữa kia trời mưa cứ chạy tùm lum hết. Được cấp đất, cấp nhà cùng hệ thống điện nước, đường xá khang trang, mỗi căn nhà tình nghĩa quân dân như thế này không chỉ là nơi che nắng che mưa mà còn mở ra một tương lai mới cho các em nhỏ cũng như là các hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Đến nay, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 đã trao tặng gần 300 căn nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi căn có diện tích gần 45m², đầy đủ hệ thống điện, nước sạch và kết nối các công trình phúc lợi. Các hộ dân còn được cung cấp đất, hỗ trợ con giống, cây trồng, trang thiết bị sản xuất để thoát nghèo. Giống là đưa cho, khơi mua, bây giờ yên chi đi, mai mốt ta cấp cho. Cả trồng hết, cả sườn cả lan, cái mít đó là con bơ đôi cho đấy, bơ đôi trồng đấy. Nhà tình nghĩa quân dân tạo điều kiện cho bà con được có được một cái mái ấm mà xưa đến giờ họ không bao giờ có, chưa có. Từ chỗ đó thì họ an tâm lao động sản xuất. Thứ hai nữa là gắn kết đơn vị với cấp ủy chính quyền địa phương và với đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng an ninh quốc phòng ở trên cái vùng biên giới phên rộng của Tổ quốc ngày càng vững chắc hơn. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 27 căn nhà mới sẽ được tiếp tục trao tặng cho bà con. Qua 7 năm thực hiện, những ngôi nhà khang trang cứ thế được mọc lên như một khu đô thị giữa vùng biên giới. Không chỉ ổn định cuộc sống cho đồng bào, mà những căn nhà còn xây dựng được một thế trận lòng dân vững chắc. Tình nghĩa quân dân vì thế cũng trở nên ấm áp, keo sơn.